góc nào chụp sống ảo cũng đẹp hết trơn á. Chỉ có thiếu là thiếu một anh gấu đi cùng với mình thôi à. Thiếu một anh gấu đi cùng với mình thôi à. Em chưa cho học kỳ này không có nợ môn. Không có nợ môn. Rồi. Chúc mọi người một đêm Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi năm đều đến đây nó vui lắm. Cô thích cái bầu không khí đây vừa thanh bình mà đẹp nữa. Dạ không, mọi lần đầu tiên tụi em tới. Dạ có. Em cực kỳ thích những cái kiểu decor trên Takashimaya luôn. Tại vì mỗi năm là một chủ đề á. Có em, hầu như là tới đây không à. Tại vì ở đây trang trí Noel chụp cho mấy đứa nhỏ. Chơi mỗi dịp Giáng sinh không? À, có, con năm nào cũng đi ra đây chụp hình. Thường thì bạn bè đi nhóm rồi theo bà chị hai. Hạnh phúc lắm, hai bà. Với con gái, cháu, với chị. Đi cả gia đình có cháu ngoại với con gái với bà má cô nữa. Cô đến đây năm nay cũng là một cái kỷ niệm vui của gia đình. Đẹp. Đẹp hơn mọi năm. Năm nay thấy đẹp hơn năm ngoái à? Mấy cháu đến đây có thích không thường? Thích. Năm nay thấy bình thường, đơn giản. Có quầy trước đây thì đẹp thôi, chứ ở trong này thấy bình thường. Em thích nhất là thiết kế quả cầu sau lưng em này nè. Thiết kế này làm em nhớ tới một cái thiết kế giống như là quán cà phê hồi đó em đi trên Đà Lạt á, cực kỳ thích luôn. Ngoài ra hả, Taka năm nay em thấy góc nào chụp sống ảo cũng đẹp hết trơn á. Chỉ có thiếu là thiếu một anh gấu đi cùng với mình thôi à. Thiếu một anh gấu đi cùng với mình thôi à. Chúc bạn trẻ là một mùa Giáng sinh với là vui tươi, hạnh phúc và thành công, thành đạt. Chắc là em ước là Giáng sinh này mọi người sẽ luôn được an lành nè, hạnh phúc nè, gặp nhiều điều thành công cho công việc. Và bạn nào mà đang độc thân thì sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Còn những bạn nào mà có đôi có cặp rồi thì các bạn mình đây, Takashimaya sẽ là một cái điểm đến rất là lý tưởng để mọi người có thể check-in sống ảo nè, lưu lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm đẹp trong mùa Giáng sinh này nha. Dạ, chúc mọi người có đôi em vui vẻ và ấm áp. Merry Christmas. Chúc mọi người có một mùa Giáng sinh thật ấm cúng. Merry Christmas. Chúc mọi người chúc mọi người một đêm Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc. Cô chúc năm nay Giáng sinh an lành vui vẻ. Chúc mọi người Giáng sinh an lành vui vẻ. Trước cho học kỳ này không có nợ môn. Không có nợ môn. Rồi. Năm sau vẫn đi nữa. Đi nữa tức là hai bạn mãi đi với nhau đúng không? Dạ. Cô ước cho toàn xã hội được bình an, hạnh phúc, chứ không phải riêng gì mình gia đình cô. Cô ước hết dịch Covid để cô đi du lịch, đi chơi thoải mái.